Kính thưa quý vị, sau tất cả nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển từ việc áp dụng chỉ thị 16 sang chỉ thị 15 từ ngày 23 tháng 9. Và đây là sự khởi đầu cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kể cả ngành xây dựng. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện nay, sau một tuần thực hiện chỉ thị 15, vẫn còn rất ít các doanh nghiệp ngành xây dựng nhập cuộc. Đối với nhiều dự án trọng điểm thì việc triển khai các hoạt động xây dựng vẫn phải diễn ra, mặc dù địa bàn có áp dụng chỉ thị 15 hay 16. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện thi công với phương án ba tại chỗ. Có những dự án lên tới hàng ngàn công nhân như dự án hóa dầu Long Sơn, dự án La Vida. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh là một trong những nhà thầu dự án hóa dầu Long Sơn. Với phương án ba tại chỗ và hàng trăm công nhân trên công trường, tiến độ thi công của đơn vị này tới thời điểm hiện nay đã đạt mục tiêu đề ra. Trong tháng 10, công ty sẽ bàn giao một trong hai gói thầu. Tháng 12 sẽ bàn giao tiếp gói thầu còn lại cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Với cái tinh thần chung của tỉnh cũng như là của nhà máy lọc dầu Long Sơn là một dự án trọng điểm, thì yêu cầu là thực hiện ba tại chỗ để tránh tiếp xúc với phía ngoài, để gây lan dịch bệnh và thực hiện cái tiến độ dự án trong thời điểm này. Thì chúng tôi hiện nay là đang bố trí khoảng 240 người cho việc ăn ở tại chỗ. Với cái số đông như vậy thì chúng tôi cũng bố trí được là ba cái khu vực nhà để cho các cái đội thi công ở và cái khu vực văn phòng cho cái bộ phận kỹ sư và điều hành ban dự án. Thì với cái số lượng đông như thế thì chắc chắn nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà chúng tôi cũng được sự quan tâm của công ty đó, là cho người lao động về chỗ ăn, chỗ ở. Và các cái đơn vị cung cấp thực phẩm thì chúng tôi cũng ký ra những cái đơn vị mà có được LSP chấp thuận và đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm. Cũng cùng trong dự án hóa dầu Long Sơn, công ty cổ phần xây dựng DAC Holding đang triển khai một gói thầu với khoảng 160 người lao động đang làm việc. Dự kiến tháng 12 năm 2021, công ty sẽ bàn giao gói thầu cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ cam kết. Đây là những gói thầu thuộc dự án trọng điểm quốc gia, nên dẫu phải chấp nhận nhiều khó khăn và chi phí, thì các doanh nghiệp cũng phải tổ chức sản xuất ba tại chỗ trong mùa dịch để hoàn thành tiến độ. Từ những cái khó khăn của đại dịch COVID-19, là 3 tháng trời là gần như là doanh nghiệp không triển khai được cái công việc rồi. Thì chắc chắn cái phần tiến độ nó sẽ bị rời ra rất nhiều. Thì hiện nay thì cũng ngay sau khi trở lại thì cái việc mà khởi động trở lại nó cũng đang là cầm chừng, cũng chưa được một cách là thông thoáng như bình thường. Thì cái kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp cũng như là các cái dự án đầu tư thì hiện nay cũng đang chắc chắn là sẽ bị đình trệ. Và cái doanh thu sản lượng và kể cả là cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm nay thì nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Kính thưa quý vị, một điều đáng chú ý mà phóng viên chương trình chúng tôi đã khảo sát đó là ngoài một số dự án chấp nhận chi phí tăng cao và nhiều khó khăn để duy trì tiến độ thi công thì đa phần các doanh nghiệp xây dựng cho đến giai đoạn hiện nay vẫn chưa hoạt động trở lại mặc dù đã có chỉ thị 15 với các quy định nới lỏng hơn. Vì sao các doanh nghiệp xây dựng chưa nhập cuộc trong khi đã được cho phép? Phóng viên chương trình đã có buổi trao đổi với ông Phạm Văn Chiêm, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau đây. Thưa ông Phạm Văn Chiêm, đến thời điểm hiện nay, khi đã thực hiện chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp ngành xây dựng đã hoạt động trở lại chưa? Thì chúng ta cũng biết rằng cái dịch COVID-19 này nó gây tác động tiêu cực rất lớn đến cái nền kinh tế của đất nước. Thì xuyên suốt từ trung ương đến địa phương thì chúng ta cũng biết là chống dịch như chống giặc. Cho nên là tất cả các ngành nghề cũng đều tạm thời lắng xuống theo chỉ thị 16. Này thật sự đó là khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân cũng như là của chính quyền các cấp. Tuy nhiên thì một số cái dự án, các cái công trình trọng điểm quốc gia thì bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng mà cũng còn khó khăn. Vậy vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp ngành xây dựng chưa mặn mà với việc nhập cuộc là gì thưa ông? Cái khó khăn nhất là cái việc tiêm vaccine cho toàn thể người lao động của cộng đồng doanh nghiệp. Thì nếu như mà muốn hoạt động sản xuất kinh doanh mà đi vào cái quy củ, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải tiêm vaccine đầy đủ cho người dân và người lao động. Bởi vì người dân, bản thân những người dân cũng là những người trong cái số lao động của doanh nghiệp. Còn những người lao động của trong doanh nghiệp thì cũng cần phải tiêm vaccine để mà đi ít nhất là được một mũi để có điều kiện đi lại
và để có điều kiện để mà thực hiện các cái công tác của hoạt động sản xuất kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Vâng, vaccine là một vấn đề đáng quan tâm của tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Vậy về việc chủ động nguồn lao động cho ngành xây dựng hiện nay có khó khăn gì không ạ? Khi mà dịch bệnh nó thế này đó, bản thân một số người lao động cũng đang cân nhắc, họ cũng muốn đi làm mà họ cũng muốn sợ, họ cũng sợ. Nếu như mà cộng với lại cái khó khăn nữa trong cái việc mà giấy đi đường hay là cái sự hiểu nhận thức đúng của cái người thực thi công vụ tại cái các cái chỗ đó, thì rất là khó khăn đó. Xã một số xã phường cũng chưa cho người lao động ra khỏi địa phương mình. Cho nên là cho đến bây giờ một số cái nhà máy, tôi nói ví dụ như trong cái chỗ cụm công nghệ An Hải tôi là cái chỗ Chanh Xuân. Rồi bây giờ khi mà xuống còn chỉ thị 15 thì ngay cả công dân ở địa phương của họ là hơn 1.000 lao động ở địa phương bây giờ vẫn không đi lại được. Tất nhiên là phải có xét nghiệm nhanh nè, trong vòng 72 giờ nè, phải có giấy đi đường đầy đủ nè, nhưng mà giấy đi đường là hạn chế tối đa để tốn kém thời gian của người lao động. Vâng, xin cảm ơn ông về những phân tích và đề xuất như trên. Xin được cảm ơn phóng viên Minh Huệ. Và thưa quý vị, để hoạt động trở lại, các doanh nghiệp đều tính tới hai yếu tố, lợi ích và an toàn. Với doanh nghiệp ngành xây dựng, doanh nghiệp càng nhỏ thì việc tính toán chi phí càng phải chặt chẽ. Cũng như các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác, việc phải xét nghiệm thường xuyên đối với người lao động 5 ngày một lần là một khoản chi phí lớn với doanh nghiệp. Một lần xét nghiệm cho một lao động gần bằng tiền công của một công nhân trong ngày, chưa kể các chi phí khác. Bên cạnh đó, nhiều người lao động để đảm bảo an toàn cho mình chưa dám đi làm trở lại nếu chưa được tiêm vaccine. Bên cạnh đó, vấn đề đi lại, đặc biệt là đi lại giữa các huyện thị thành phố chưa thống nhất và mất nhiều thời gian. Đây là vấn đề có thể giải quyết nằm trong thẩm quyền xử lý và triển khai của các cơ quan hữu quan và chính quyền các địa phương. Chỉ vì những thủ tục rườm rà khiến các doanh nghiệp không thể tiếp cận nguồn lao động là một vấn đề đáng tiếc trong giai đoạn cần thiết để phục hồi kinh tế hiện nay. Thưa quý vị, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp xây dựng, chủ đầu tư dự án đang khát khao nhập cuộc trở lại để nhanh chóng phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng trong suốt khoảng thời gian chống dịch vừa qua. Nhiều doanh nghiệp vẫn chấp nhận ba tại chỗ để đảm bảo tính an toàn cũng như cố gắng chủ động nguồn lao động địa phương để giảm thiểu những khó khăn về đi lại. Để nhập cuộc trở lại nhanh chóng, ngành xây dựng đề nghị chính quyền địa phương có những xem xét lại các quy định theo chỉ thị 15, đặc biệt là vấn đề giao thông đi lại để doanh nghiệp an tâm triển khai thi công xây dựng các dự án, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu sau phục hồi.